thì cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình theo cách lại nghĩ cách làm mới có phải là nhiệm vụ của cán bộ nắm bắt địa phương không? Của cái cán bộ nòng cốt và đặc biệt là những cái hội viên và cán bộ của hội thì cần phải tích cực hơn nữa để tuyên truyền tới toàn thể nhân dân với cả các đối tượng khác, bởi vì mình thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt đối với tất cả mọi người. Sống đấy sẽ nắm bắt được về để mình tạo ra cơ hội của mình thôi, và hai nữa không những về của mình mà tôi còn muốn để đưa thêm cho mọi nhiều người nữa.